MSI xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Thì lại như mọi ngày, cứ đến chủ nhật là đến hẹn anh em lại lên quán cà phê Mocha Bonsai ở dưới Ngụ mọi người nhé. Đây địa chỉ đây mọi người nhé. Thì bây giờ vẫn còn rất nhiều anh em chưa đến. Đến đây khá là đông rồi. Hôm nay anh em không để cây ở ngoài mà mình sẽ vào trong mình quay cho mọi người xem cái không gian bên trong cái không gian cà phê ở đây mọi người nhé. Đây mọi người nha. Này khá là đông rồi. Đây này có khoảng tầm 3 bàn rồi mọi người nhé. Đấy thì anh em đang đã tọa đúng vị trí rồi. Còn một số anh em đang tới mọi người nhé. Đã kê thêm xong bên đây tí nữa. Kéo một bàn nữa. Có thì cho lưỡng được. Bàn đầu sang em ạ. Thôi cái này để không vướng anh ạ. Thôi bàn này. Thôi cái này để nguyên đây được anh. Bàn này anh em mình bê bàn này sang đây. Bê đây được, bê đây. Cái này thì kéo thì em. Tí nữa vẫn còn cây nữa mà. Đấy, để đây. Đây là một số tác phẩm bên phía ngoài đây mọi người nhé. Đây anh Dũng ơi, chào anh em các anh nhỉ. Đây là anh Dũng quê đâu nhỉ? Đấy, giao dịch lỗ lại lỗ gì đây? Giao dịch khỏe nhất dưới đi à? Đấy thì mình xem có giao dịch nào để chào sếp. Sắm được cái nào chưa? Sắm được cây nào chưa? Đâu cái gì đây? Cái gì đây? Anh em cái gì đây? Liên tục đã có giao dịch anh em nhé. Thế thôi gì? Đâu đâu quay đây bắt tay cái nào? Ui con này gấu đấy nhỉ? Kiếm tiền không khó. Kiếm tiền không khó. Chẳng bài triệu. Đó, bắt tay đi để nào nào làm anh lên nhá. Anh Dũng anh Sơn lại giao dịch một cái coxy đây rồi. Đây mọi người nhá. Con đấy là nuôi. Đâu anh quay vòng như nào. Giá ngon đẹp rồi, giá hợp lý. Ủa Dũng ơi, đang tay cá giá này. Giá nội bộ anh em nhá. Anh em thích lại đây này. Hôm nay nghe cây làm tiền của chủ cây nào đây nhỉ? Trông đẹp này gấu đấy nhỉ? Đây quay đây. Ôi giời ơi. Nào. Ui rồi ơi, lại lổ rồi anh em ơi. Cây này các bạn nhé, hôm qua là anh Hải là hốt bạc của mình rồi. Hôm nay anh lại hốt tiếp, sợ rồi. Giao dịch lần thứ 3 rồi. Ui rồi ơi, ngon rồi. Bao tiền đấy? Anh bắt cái đấy đúng đấy. Đâu đây anh Bình ơi. Đây cây này hôm qua là mình giao lưu nhánh Phương Pháp Sư về. Anh Hải và anh ấy bảo thôi nhượng lại cho. Thì hôm nay anh Hải lại nhượng lại cho anh Bình. Con này giá bao tiền anh? Giá em du 3 đồng. À dạ. Thế bây giờ là bán là bao nhiêu? Bán bây giờ thì ai hỏi 3 đồng. Cái tí nữa anh em trên đây hỏi anh biết. 3 đồng rưỡi. Sợ thật. Anh em kiếm tiền dễ nhỉ? Anh em kiếm tiền không? Thế đấy. Đâu đấy xa góc kia đã có người đếm tiền rồi này. Rất nhiều. Thế thơm rồi. Đây còn một cái tác phẩm mili rồi mọi người nhá. Tác phẩm này anh Tiến sẽ quay cho anh em xem vòng phát nào. Mai chú mắt đi. Mai chú mắt đi. Chủ nhân đang báo giá 8,5 triệu. Hợp lý anh nhỉ? Hợp lý quá. Hôm nay hôm mình lấy anh Phương về để cho anh Hoàn, anh Hoàn để lại cho anh Tiến rồi. Cặp dài nhìn gấu này em ạ. Phải nuôi nó để các bạn. Nuôi tù tịt như này mà. Không có để nuôi đóng như này nó ra như này nó mùa. Đây là con của anh em mình mang xuống nhá. Đấy. Có bác mà yêu này thì liên hệ nhau cho mình nhá. Gấu. Con này giá hợp lý này. Con này vẫn còn giá vẫn cứ rẻ. Giá đây vẫn cứ rẻ. Tầm 43 vẫn rẻ. Anh Hải tháng này kiếm 200 chưa? 190 được 200.000. Sợ thật. 190. Đây, tiếp theo là cái
nhiều cây đâu. Tác phẩm si hoàn thiện đến 90% mọi người nhá. Yến, đeo để bạn. Đấy nhá. Đấy, cây này thì cây thì mang đi chơi thôi chứ không mang cả. Mới đến anh. Qua xuống em một nước. Đây đây đây. Tác phẩm si rất là đẹp rồi nha. Đây, hoàn thiện hết rồi mọi người này, vẫn chơi được. Rất đanh cây. Tiếp theo bên này là một dàn mini bên này nữa. Chủ nhân là nghệ nhân chị Hà Đinh Vũ Sơn. Quá từ nghệ nhân đi. Vậy anh ta nói là nói nhỉ, mình nhờ bằng nghệ nhân đúng không? Máy nét thế. Thế cũng quay cao cho nhìn mặt thành em đấy. Quay cao. Quay. Kiếm đó, kiếm nhất dưới nước Đài đúng không? Khu vực nước Đài đây là khu vực Gia Bình. Rất nghèo. Yên mới làm, mới là cây to. Có cây nhỏ, cây to. Cho mình có vô vọng em ơi. Cho con dương. Coi nhỏ. Đấy nha. Đâu nghệ nhân ra kia để quay giới thiệu cây tí nào, thế nào. Có gì cây nữa. Nổ cái cục gì lên thế này. Nào đi, có thể giới thiệu đi. Không, cây của anh đứng đây, để hỏi chứ. Đây nha, tuần này có một số cái tác phẩm Sam anh nhỉ. Sam trái đúng không anh Sam? Đây là Sam Hương. Đây là Sam Hương. Đây là một số tác phẩm rất nghệ thuật của anh Ngân. Anh Ngân ơi, anh Ngân này. Anh Ngân chào anh em, các anh nhỉ. Đồng dây chuyển đeo kia, chĩa bứt cổ. Đây mọi người nhá. Này à. Em ơi, có bạn kia không? Đây, chắc bán. Có tiền kia. Dương Hải là khuyến mại. Cho luôn. Cho luôn. Khuyến mại đây. Khuyến mại gì? Khuyến mại là cho gì nữa? Đây là bộ 4 đúng không anh? Khuyến mại một kỳ. À, một những cái tác phẩm rất nghệ thuật này. Lại về kẹp hồi à? Anh em. Được. Đây. Dạ. Một tí. Đấy, đây là cái bộ 1, 2, 4 người. Làm đi. Cái này ăn đây là một số cái tác phẩm xanh quỷ. Hai cây này đây có một cái tác phẩm xanh rất nghệ thuật các bác nhé. Đấy, trông khá là nghệ thuật mọi người. Đây cái này hoàn thiện rồi. Mùi hôi. Đây à. Bên đây có một cái tác phẩm, đây là hoa giấy sao nhỉ? Tác phẩm hoa giấy khá là hay. Thì nữa thì mình sẽ cập nhật thêm một số tác phẩm nữa cho mọi người xem nhé. Đấy. Giờ là cái cốt ở đây là giao dịch qua ba tay các bạn nhé. Thế là quả mất nước nhiều. Đây là cây vừa đấy là của anh Tiến. Đấy, anh Sơn giao dịch, anh Sơn làm 5 lít, xong ra anh Dũng làm 5 lít, giờ đây anh Hải khả năng phải bán lỗ. Bán lỗ 500. Ấy kiểu thế thì ngon rồi. Hả? Đây. Đây mọi người nhá. Cốt này rất là gấu mọi người nhá.
mà mang cốt em lên này, em vừa trôi rồi không? Mang cái kia lên. Được mười mấy tải. Mấy bé đâu? Bé bé đấy. Em Yên. Hả? Bảo anh em là tôi cầm lãi. Thì đây mọi người nha. Đi chơi. Mổ lên lâu lắm thì không một cuộc hình chơi này chơi. Tay ba giờ thì có tịch tinh tay tư. Tay ba thôi. Tay tư chưa có. Tay tư chưa có. Tay ba có rồi. Tay 5 triệu làm 200 như phải tiền ngay. Giờ 4 triệu rõ rồi chứ một tuần. Không, không, mình trông lại chắc hôm qua là thấy là không mưa nhưng mà đầu sáng nay bắt đầu cái nào đấy. Cứ phải mang con đẹp đẹp em mua hành quá nhỉ? Em tầm này mua đồ đẹp kém mà không bán. Không, đây là nọc của cây đấy. Sang tay 4 người đàn ông rồi anh ạ. Con này quá đẹp. Sang 4 người đàn ông thì sang 1 người đàn bà lại đi học đi. Không, đấy giới thiệu anh em nhanh thoại là chưa có người yêu nhá. Ai thế là cứ liên hệ trực tiếp cho anh thoại. Chào anh em các anh nhỉ. Chào anh em nhá. Đó, chưa vợ anh chưa lấy vợ mà chưa có người yêu chưa nhưng mà điều anh nhà con em anh chưa có vợ anh dành anh dành cả thanh xuân cho đam mê là một cái giao dịch nhỏ nhỏ đấy mình đứng sang bên này nhá mọi người nhá xin nước cho bắt tay lại đây quá gấu mọi người nhá. Cái này hôm qua là Imosai định quay lên video rồi, thế nhưng mà hôm nay đi cà phê giao lưu cho anh em nội bộ. Thế này anh mua thì mua cây gì? Rồi, ngon rồi. Quá hợp lý. Cứ về tay anh Dũng là tẹo lưa mai lại cộng nhân đôi ý giờ. Thôi anh Dũng ơi, anh nhấc nhấc thử đấy nha. Nhấc nhấc nhẹ mà. Nhẹ, nhẹ. Đấy, ui giời. Đây 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 anh ơi. Đây anh ơi. Cây này có mua mua gì? Đây đây anh ơi. Đây đấy. Đây mọi người nhìn thấy ui giời ơi, quay này nó gấu lắm. Có cây gì được không? Hôm nay cứ bảo tôi hôm nay bao nhiêu đây? Con tất mà nó. Quá vui vẻ. Bán cân thì nhiều tiền lắm nhỉ. Ô này được. À được. Vẫn chạy chưa? Rồi. Đấy, vâng các bạn nhá. Thì hôm nay mới có dịp là mình định lấy hai cái bẻ như này nữa nhưng mà anh Bình có một cái này thôi. Còn hai kia to quá, mình lấy một cái nhỏ hay mới một cái nhỡ này mình đựng cây ở nhà đấy. Đấy, em cảm ơn anh nhá. Giao lưu cho em hai cái bẻ đá. Chúc anh hai anh em luôn luôn khỏe mạnh nhá. Thực ra là anh Bình anh giao lưu cái bẻ này rất là hợp lý mọi người nhá. Để cộng anh em chỉ một vài trăm tiền công thôi. Hôm nay mua sai. Anh ấy đang điện này. Rồi. Anh khẩn. Rồi, anh nhá. Không không. Các bạn nhé, thì tiếp theo sẽ là một cái giao dịch của anh Thoại với anh Đô nhỉ. Đấy, đây là một cái tác phẩm si cổ đây, có chị đứng bên cầm tiền. Đấy, đây tiền lộc đúng không? Đó là quay đây cười cười nào. Quay cười nào nào. Quay đây anh ơi. Bán cây phải tươi lên. Nào, 1 2 3. Rồi ok rồi. Quá tuyệt vời anh em. Hôm nay người rời điên rồi. Vào tay anh Thoại thì lại nhân 3 rồi. Đúng lối của em đấy anh ạ. Chuẩn chuẩn. 2 lần nữa em nói cho anh, em huấn luyện thì anh đấy, đấy, tuyên bố thẳng luôn hả? Đây, theo dòng lối cổ à, thân cũng lưu hết anh nhỉ? Không, con này lưu lối anh đấy. Giá này bắt tay ở cái kia. Quá tuyệt vời. Bắt tay cầm tiền. À, em đưa đây một tiền. Đấy, một cái tác phẩm giao dịch nữa. Thế hôm nay nổ hơi nhiều rồi. Bây giờ mới đang xuống. Có tiền.